let's ride. Với tất cả các dòng máy giặt nói chung ấy và cái dòng LG này nói riêng, thì sau một thời gian sử dụng thì nó dễ bị tròn giữa cái trục xoay, cái trục xoay giặt và cái mâm xoay ở bên trong. Đấy, đấy như cái máy này nó đã bị như thế. Đây, cái mâm xoay của nó rời khỏi cái trục này là nó bị quá trình giặt lâu ngày nó tràn giữa cái này, nó bị rộng giữa cái cốt trên và cái đầu trục cốt dưới. Thế nó xoay thì nó sẽ tuột ốc ra. Cái này người ta không làm dùng cá, người ta dùng làm cốt. Cốt nó hình côn. Một thời gian thì nó bị rỗng. Nó quay nó bị rỗng. Tức là cái ốc trên này nó không giữ được nữa. Thế nó cứ tuột cái mâm xoay này lên. Và bây giờ tôi sẽ khắc phục nó, chia sẻ cùng các bạn. Khắc phục cái này thì có hai cách. Cách thứ nhất là thay toàn bộ cái cốt ngoài này. Tức là ta sẽ không thay cái đầu trục của cái phần dưới nhá, cái động cơ, mà ta thay cái đầu cốt trên. Đấy, thay đầu cốt trên, đấy là một cách thứ nhất. Cách thứ hai là vẫn giữ nguyên cái đầu cốt này và ta làm sao để cho nó khít. Thế bây giờ tôi sẽ dùng cái phương pháp là phục chế cái đầu cốt này, không phải đóng ra. Nếu nó mua cái mới thì mình đóng ra, mình thay một cái cốt mới nó nhỏ hơn. Thế trong quá trình nó quay thì nó mòn cả hai bên đấy, nghe không ạ? Mòn cả bên đầu trục và cái đầu cốt ngoài này đấy, chứ không phải mòn một bên đâu. Thế cho nên nếu mà mua cái mới, mua đầu cốt ngoài mới thì cái đầu kia nó vẫn bị mòn rồi, nó vẫn nhỏ hơn thì cũng rất là nhanh hỏng. Đấy, vậy thì tôi dùng cái phương pháp là khắc phục, phục chế cái đầu này. Đây, tôi cắt một miếng, ta có một miếng inox như này nha, để lót, lót cốt. Cái lúc này mỏng thôi. Đây, sau khi uốn như này các bạn nha, mỏng thôi. Bởi vì cái độ mòn của nó cũng không phải mòn nhiều đâu. Đấy, chọt nó vào đây. Làm cái tán cái lợi ở bên trên này, không thì nó tụt đấy các bạn. Đơn giản thế thôi. Nó sẽ ok. Đấy, có một cái này nó giả cái trục cho đây, sau đó cho vào cái trục kia, úp vào cái trục kia, dồn xuống. Này có thể thay đây, tôi thay con ốc khác các bạn ạ. Tôi thay con ốc khác, nó dài hơn và nó có giáp này, nó dễ xoáy hơn là cái con ốc chỉ có ấy kia, nhưng mà nó chưa xuống hết đâu, phải lấy dụng cụ để dồn nó xuống đã xong mới xoáy được. Đấy. Rồi bây giờ lắp xong hoàn chỉnh thì nó như thế này nhá. Rồi cắm điện vào thử test này, cắm điện
trong nhà tối quá để bật điện các bạn. Nếu như nó không giữ được thì nó tuột luôn. Thế nhưng đây chỉ là một vấn đề nhé. Rồi tôi tắt đi. Nhưng mà đây nó chỉ là một vấn đề, nhưng sau khi cho quần áo vào nó tải, nó mới lại là một vấn đề nữa. Nó nặng mà. Được rồi. Sau khi bơm nước xong thì máy ra bình thường. Đấy, đã chạy. Bây giờ là rất là nặng rồi nhé. Bây giờ là chạy nặng đấy. Đủ tải rồi. Bơm nước thêm. Giờ là gần đầy nước. Bơm tải rất là nặng. Giật auto thời gian lâu nhất đấy, 50 phút. Độ bền thì chắc chắn là nó sẽ không bền bằng mới các bạn ạ. Sửa lại đóng cốt như thế này thì chắc chắn nó không bền bằng mới rồi. Cái mà tôi độn thêm cốt ấy, nó là bằng inox. Đấy, các bạn lưu ý là nếu xử lý cái đấy phải lấy một cái tấm inox nhé, một cái miếng lá inox mỏng, chứ không nên dùng bằng các vỏ lon hoặc là những cái tôn sắt bình thường thì nó rất là nhanh hỏng đấy. Nên mòn này không được đâu.